Shop đồ lính chuẩn bị. Xin chào các bác. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày mùng 5 tháng 11. Em lên với các bác vài món thập cẩm nha các bác. Nhưng mà chắc chủ yếu là lót á các bác. Bữa nay vào mùa rét rồi, em lên một ít lót áo M số 5. M51. Lót áo và lót quần nha các bác. Và cũng một số thập cẩm áo 3DC. Và em bóc chúng cái gì em lên cái đó ha. Rồi, và đầu tiên em lên với các bác một áo, một lót M65 size to. Cái này size to các bác, size XL đời 71 nha các bác, đời 71 size lắc chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 71. Cái này các bác gắn vào size lắc nha, extra lắc, gắn vào áo lắc size lắc là vừa không. Rồi cái này thì em không có đo, các bác cứ áo các bác size gì thì các bác gắn size đó, hoặc có thể nhỏ hơn một size cũng được. Ví dụ như cái lót size medium mà cái áo các bác size small thì gắn vào vẫn được nha, có điều nó hơi trùng một tí, nhưng mà nếu đúng size thì đẹp nhất. Đúng. Rồi cái này các bác gắn vào size large nha. Và cái này thì em không có đo, em chỉ báo độ mới hay báo lỗi hay không thôi. Rồi nó có in cái gì của nó đây nha. Lót thì không lỗi, thường mấy cái lót thì các bác lưu ý là mấy cái đường chỉ chằn nó dễ bị tuột lắm nha, đôi khi nó có tuột, nó tuột cái đường chằn thôi, ngoài ra thì nó không có ảnh hưởng ha. Lót thì không rách lũng, không lỗi lòng. Rồi cái này còn khá là ok, nó 94-95% không lỗi lầm nha các bác, nó chỉ tuột vài đường chỉ chằn nhẹ nhẹ thôi. Rồi 350.000 mã số 1 nha các bác. Chung áo còn độ mới cao đấy các bác, điều size lớn thì em bán nó rẻ hơn, với lại hàng bữa nay nó cũng lên dữ lắm cho nên giá đôi khi có thể nhỉnh hơn chút đỉnh nha các bác. Em bốc đại nhưng mà để kiếm cái size nhỏ nhỏ nha các bác. Rồi size medium, medium nha các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ 582 luôn nha. Rồi còn mới, áo này mới lắm, không lỗi lầm, độ mới nó phải 96%, không lỗi lầm gì nghe nha các bác, không tì vết, không lỗi lầm, áo còn rất là ok. Thực chất độ mới rất là cao, cái màu này nó nhìn nó sậm sậm thôi chứ thực chất độ mới rất là cao nha. Mã số 2 giá 500.000. Size medium nha các bác. Ví dụ áo các bác là size medium short, medium regular hoặc là medium long thì gắn vào đều được hết nha các bác. Tức là gắn vào đều vừa hết. Thường cái lót áo thì nó chỉ là medium small hoặc là large thôi, chứ nó không có regular hoặc là short hoặc là long nha các bác. Cho nên là áo các bác cứ size medium là gắn vừa. Còn medium short, medium regular, medium long đều được hết nha các bác. Chỉ có lót quần thì nó phân ra thành hai loại, một cái là medium long và một cái là medium short and regular. Đây là lót quần, cái này là medium long các bác, medium long. Rồi đời 80, mấy cái này là chuẩn cấp phát nha các bác, chuẩn cấp phát đời 80. Long thì nó sẽ dài hơn nhưng mà các bác gắn vào quần nó vẫn vừa nha. Tại thường lon nó dài thì ngang mắt cá các bác thôi. Còn short hoặc regular thì nó chỉ qua gối. Còn cái này lon thì dài của nó chỉ có 92 thôi nha các bác. Cho nên các bác quần các bác là medium short, gắn vào vẫn vừa nha. Tại nó chiều dài thì nó nằm bên trong ống quần. Nhiều bác lại thích cái này hơn, bởi vì nó sẽ dài, nó phủ được cái, nó tới mắt cá mình, nó sẽ được giữ ấm được sâu hơn. Rồi medium, rồi lót quần cũng nhiều bác cần lắm nha. Thường nó thứ nhất là nó giữ ấm, thứ hai là các bác làm lót á, mình mặc cái quần nó phồng ra, nó phồng cái quần, nó nhìn nó sẽ hầm hố hơn. Mã số 3.
giá 450.000. Mới tinh nha các bác, cái này là mới tinh luôn. 450.000 mã số 3. Rồi tiếp theo em lên một cái Shimon nha. Shimon. Size Shimon nha. Rồi các bác áo, các bác Shimon short, Shimon regular hoặc Shimon long đều gắn được nha. Đời 82. Tem này nó hơi nhầu tí rồi. Độ mới thì còn cao nhưng mà nó bị cháy hai lỗ các bác. Nó bị cháy hết hai lỗ. Đây. Một lỗ. Rồi hai lỗ. Lỗ bên này nó chỉ cháy một trong thôi, mặt ngoài không cháy, còn cái lỗ này là nó cháy xuyên qua luôn. Rồi, nói chung bên lót thì có cái cháy này thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Và size nhỏ này bữa nay em còn ít thôi nha các bác. Nó mới bữa hết. Bữa khách chốt hết nhưng mà em mới về được vài cái thôi. Và size small thì giá thường nó cao hơn. Nhưng mà cái này nó lỗi thì em bán nó bị lủng hết lỗ các bác. Mã số 4 giá 450.000 nha các bác. Thôi em bán 400.000. Có lỗi em bán rẻ hơn chút. 400.000 nha cho các bác mã số 4. Thường size nhỏ là nó sẽ đắt hơn. Rồi, em lên sang kẻ đi ha. Tiếp theo em lên một áo ba đều suy. Cái này hàng xưa nha các bác. Đời cúc dẹp nâu nha. Cúc dẹp nâu là nó khoảng 4X 5X đấy. Đời 50 các bác. Đời mẫu rập. Mẫu rập là năm 24 tháng 10 à, tháng 11 năm 1950 ha. Và cấp phát nó là đời 55 nha các bác. Size small regular. Đời 55. Chuẩn màu OG 107, olive green 107. Chỗ này thì nó tuột đường chỉ tí. Nó tuột đường chỉ thôi, không ảnh hưởng nha. Các bác về đạp lại, còn không thì bảo em đạp cho các bác luôn cũng được. Cái này thì nó không có lót. Này không có lót nha các bác. Nó mất cái lót bên trong. Nhưng mà có thường cái lót nó dày lắm các bác, lót nó bằng dạ cho nên nó dày, nó nặng lắm. Cái này còn nịt nha. Còn dây đai nịt. Độ mới tầm còn 90%. Này nó bị lỗi các bác. Không phải lỗi, tức là nó có dấu tháo tem các bác thấy không? Nó có dấu tháo tem nha. Các bác nếu mà lấy về kiếm tem, kiếm bộ tem may vô giùm em là đúng đúng của nó luôn. Tức là nó tháo tem ra thôi. Nó thường do nó tháo tem nên nó bị có dấu, nó bị lủng tháo tem nha các bác. Dấu lủng nha, lủng luôn chứ không phải dấu tháo tem nữa. Nhưng mà đúng ngay cái vị trí các bác có thể may tem vào. Và rồi small regular. Các bác, cái này mấy bác lớn tuổi thì chắc thích. Các bác từ 65 từ 60 60 đến 72 cân. Nếu mà các bác có mặc cái áo phiêu bên trong á, thì các bác tầm dưới 65 cân thôi. Đó, còn mà các bác mặc không này á, thì có như em thì có thể 68, 70 cân đổ lại. 72 cân cũng được nếu mặc không, không mặc áo phiêu bên trong nha. Còn khá là ok các bác, nó phải 92% đấy. Không lỗi nha, ngoại trừ các vết thấu tháo tem. Không, cũng sạch sẽ, không dơ bẩn. Rồi giá. Này còn nguyên đai nịt nha các bác. Cái này các bác về ấy giùm em, hàng xưa nha, nó là đời 5X đấy, 55 đấy. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 55. Thời chiến tranh Triều Tiên nha các bác. Còn ok lắm. Cái này các bác em chưa giặt đâu, về các bác giặt sơ cái thôi. Giá 1.100.000. Nó
các bác về kiếm tem may vô lại thì nó che nha, xem như là không có lỗi nếu các bác may tem vào. Rồi mã số 5, sạch sẽ không lỗi nha các bác, độ mới tầm 92%, 1.100.000 nha. Nó vẫn là hai lớp nha, nhưng mà nó không có cái lớp lót dạ bên trong. Cái lớp lót dạ là cái lớp này nha các bác, cái này của cái áo khác rồi, không tháo ra được. Rồi mã số 5 đúng không các bác? Rồi tiếp theo em lên mã số 6 này, áo ấm. Áo này thì không biết áo gì nhưng mà nó lạ lắm các bác. Đấy. Có hai cái túi bên phía sau lưng. Hai cái túi phía sau lưng, thọt ra nguyên cái lưng bên sau luôn các bác, thọt xuyên qua cái túi bên này luôn. Tức là sau lưng nó có hai cái túi nha các bác. Có cả mở vai, cầu vai da luôn nha các bác. Kiểu này lạ lắm, lót lông. Nhưng mà không phải hàng cấp phát Mỹ đâu nha các bác, cái này hàng không biết thời, chắc thời trang thôi. Cái này hàng thời trang thôi nha các bác, chả có thương hiệu gì hết. Này nó bay rồi. Lót lông. Cái kia small regular nha các bác. Em đo cho các bác luôn. Cái này vai 48, tay 64 và dài dài 123 nha các bác. Đó, như số cân hôm nãy em đã báo rồi. Rồi cái này mã số 5 đó, em đo lại cho các bác. Rồi ok em các bác, cái này các bác cao 1m74 đến 1m65. Em là 1m68 này. Các bác cao từ 1m67 đi, đến 1m74. Cổ bẻ nha các bác. Lót lông dày nha, lót lông dày vừa phải. Ấm nha các bác. Còn ok lắm. Kiểu nó hay nè, nó có hai cái túi nè, thọt ra sau lưng luôn, thọt xuyên qua sau luôn nha các bác. Túi đây mở vai và hai hai để vai da. Cũng khá là hay đấy các bác. Và nó hơi dơ vài chỗ, cái này nó dơ các bác về giặt giùm em nha. Kiểu độc lạ nhưng mà nó không phải hàng cấp phát đâu nha. Này không biết hàng gì của nước nào. Giá 450 ngàn. Nó không phải hàng cấp phát nhưng mà kiểu dáng cũng khá khá hay các bác. Giá thì giá 450 ngàn, mã số 6. Em đo. Cái này các bác tầm cũng từ 70 từ 68 đến 75 cân nha. 65 đến 75 cân. Vai 58. 77 cân cũng được, 78 cân cũng được các bác. Tay 57. Cái lót nó lòi ra thì mặc vô thì nó thẳng. Rồi dài 76, nó hơi dơ dơ tí thôi. Tức là không cái mấy cái vết này nó hơi dơ nghe các bác, về về xử lý em, về giặt em. Đó, cạo nó ra nha. Này nó dính gì đó, em cạo nó ra đây các bác thấy không? Đó, về xử lý mấy cái này này giùm em. Cứ ngâm nước vò là ra thôi. Rồi kiểu nó hay nha các bác, 450 ngàn, mã số 6. Rồi tiếp theo lên cái lót này, lên cái lót này đi, một cái lót Canada mới tinh. Cái lót này đẹp nha các bác mặc không cũng được. Đời 89 nha, 1989 nha. Cái này cái một là làm lót, hai là các bác mặc không cũng được, có cả bo tay. Mới lắm nha các bác, mới lắm nha, mới lắm. Cái này thì em đo, tại cái này không có size cho nên nó không phải là áo lót của M65. Đây, vai 54, tay 62, dài 79 nha các bác. Cái này lót hoặc là mặc không, cái này nó miếng dán hay lắm các bác. Cái này không biết, thường lót nó không có cái chỗ về nút đâu, nó chỉ có cái miếng dán này thôi. Đó. Hay các bác, mặc không thôi nhìn vẫn ra chức lính nha các bác. Mặc không thôi các bác từ 1m60 như em, 1m68 này mang vẫn được nha, chiều dài thì hơi hơi dài một chút thôi. Mét các
các bác từ mét 67 cho đến mét 77, rồi nặng từ 67 đến 80 cân. Nếu mà mặc không ha, nói chung như em là mét 68 này, mang hơi rộng này. Nhưng mà ví dụ đó chắc chừng đó được, từ 67 đến 80 cân mới tinh, không tì vết nha bác, mới tinh luôn á, lưu kho. Này nó lạ các bác, lót này nhìn nó lạ, các bác mang không cũng được. Chắc em nghĩ chắc lót Canada đấy, nhưng mà nó đẹp lắm. Rồi, rồi giá 550.000. Mới tinh, đẹp. Mã số 7 nha các bác. Cái này các mang không nhìn nó cũng ra chất lính nha các bác. Mà đúng là như nó là mang không, không cần phải. Hoặc là các bác mang cái áo bên trong, à, mang này bên trong rồi mang thêm cái áo phiêu bên ngoài nữa. Nhưng mà chú ý chiều dài của nó 79 nha. Áo các bác phải dài hơn chứ còn ngắn hơn là nó lòi. Rồi tiếp theo em lên lót. Kiếm size nhỏ cho các bác. Cái này sắc xay medium rồi các bác. Rồi vai 54. Cái này lót size medium. Cái này cũng không lỗi lầm, nó cũng có tuột vài đường chỉ thôi. Nó tuột vài đường chỉ ở đây thôi nha các bác, đường chỉ chân á. Hơi tuột một tí thôi, giá 400.000 nha, không rách không lủng nha. Nó tuột được mấy chỉ chân, thường cái dòng này nó hay bị. Rồi, 450.000. À quên, 400.000 chứ, nó bị tí ngay đây. Nó bị xì tí ngay đây các bác. Xì tí xíu các bác, cái đó lấy đi, em lấy kim em khâu lại cho. Em nhíp lại cho các bác nha. Nhẹ thôi, 400.000. Nhưng mà tem nó bay rồi nha, tem nó bay rồi. 90% thôi. Dưới 90. Không rách. Cái chỗ này nó bị xì từng chỉ thôi, em sẽ khâu lại cho các bác. Mã số 8 giá 400 ha. Cái này size medium nha các bác. Rồi, kiếm cái size nhỏ nhỏ cho các bác. Cái này một lót của áo bách ca nha các bác. Lót bách ca size Ishmon. Ishmon regular. À Ishmon thôi lột. Mới 100%. Size Ishmon nha. Đời 84. Nó mới tinh nha các bác. Cái chỗ này nó may là nó may bị hụt thôi. À tức là cái lớp chằng bông nó may bị dư ra thôi nha các bác. Đây các bác thấy không? Lớp bông gòn nó dư ra thôi. Cho nên là em gỡ cho các bác xem luôn nha. Gỡ bỏ đi thôi. Nó bị dư cái lớp bông gòn ở trong nó lòi ra đó. Các bác thấy cái đường chỉ đó đúng của nó đúng chưa? Gỡ sạch đi. Chứ không phải bị lỗi đâu nha các bác. Mới tinh 100%. Nhưng mà nó là lót của bách ca cho nên nó hơi dài. Các bác gắn vào áo M65 cũng được, nhưng mà với điều kiện các bác phải cắt bớt chiều dài. Hoặc là các bác có những cái áo bách ca mà size small các bác gắn vào ha. Cái này em cái nút em nghĩ nó cũng giống đó. Em nghĩ nó cũng khớp đấy. Trong trường hợp nếu không khớp có thể dời hột nút lên một tí. Đó, nhưng mà nếu mà các bác gắn vào áo fill M65 thì phải cắt chiều dài nha. Cái này size small của áo bách ca. Giá 550.000 mới lưu kho 100%. Size small nha các bác. Mã số 9. 550.000. Cái đó mới tinh nữa các bác. Kiếm mấy cái size nhỏ cho các bác. Rồi đây Ishmon đây, cũng mới tinh. Size nhỏ là hiếm nha các bác. Và thường size nhỏ thì nó sẽ đắt hơn. Mới tinh, lưu kho 100%. Mới gần như mới 100% nha các bác. Và mấy cái này thì cứ cho 98% này. Các bác nhìn cái tem này đủ biết rồi đúng không? Nhìn cái tem thì tôi biết độ mới nó như thế nào rồi. Size Ishmon. Đời 87 nha các bác. Đời 87.
hiếm lắm nha các bác, size nhỏ này hiếm, các bác nào size nhỏ thì chốt ngay con này, mới tinh luôn các bác. Size nhỏ thì giá nó sẽ cao hơn. Size X-Small nha, cái áo các bác cứ X-Small là được, không cần biết là X-Small regular hay là X-Small short hay là X-Small long. Cứ size áo các bác size X-Small là gắn cái này vô khớp mã số 10. Cái đời này nó có cả nút gài, cho nên các bác mặc cái áo không này cũng được. Mình có thể gài thêm cái nút ở đây. Đó, hoặc là gắn vào cái lót làm lót áo M65. Đúng của nó là lót M65 nha các bác. Rồi. Hiếm nha các bác, cái này hiếm nha. Cái này em bán 700 ngàn. Mới tinh nha các bác. Size nhỏ cho nên giá nó sẽ cao hơn nha. Các bác chú ý. Rồi em lên cái size XL này, mới tinh luôn. Đó, các bác có áo size XL bác nào to con. Size XL hoặc là size lát gắn vô vẫn được nha. Size lát gắn vô thì nó dư chút, cũng mới lưu kho 100%. Mới tinh. Lưu kho 100% luôn các bác. 350 ngàn. Rồi, cái này thì khỏi phải đo. Cũng 100%. Nhưng mà nó bằng nửa cái kia thôi các bác. Hai cái đều mới như nhau, nhưng mà cái này là giá chỉ bằng 1/2 cái số 10 thôi. Cái này mã 11, 350 ngàn, đều chuẩn cấp phát lính Mỹ hết nha các bác. Cái nào không chuẩn, không phải hàng cấp phát em sẽ báo. Đời 591, chuẩn cấp phát lính Mỹ 591. Rồi tìm coi có cái small nào nữa. Rồi tiếp theo em lên cái medium nữa đi. Medium nó bị lỗi tí ngay đây các bác, nó bị xước rách tí ngay đây, nhưng mà các bác gắn vào lót á, các bác khi mà các bác gắn vào lót thì cái này nó nằm, nó úp vào bên trong cái áo nha, nó nằm mặt sau, có nghĩa nó mặt sau, còn mặt ngoài của nó là đây. Nó cái lót thì các bác quay ra ngoài phía ngoài, cái mặt trong mà phi quay ra phía ngoài ha, còn đây là không lỗi lầm nha. Này hơi xước một tí. Đó, mà cũng mới tinh luôn các bác, nhưng mà có điều nó bị xước một tí ngay đây. Rồi 450 ngàn, mã số 12. Rồi size medium nha các bác, đời tem trắng nha, đời 82. Các bác size medium nha, áo các bác size medium là gắn vào được. Rồi em lên cái lót quần đi. Rồi cái lót quần size medium long luôn các bác. Cái này đời dày nha. Đời này nó có nút bên hông. Các bác không thích mặc cái quần này không cũng được nữa. Nó dài được qua mắt cá. Mới tinh, mới cũng lưu kho mới 100%. Rồi nó là medium long và đời. Cái này đời 2000 nha các bác. SPO 100%. Cái này các bác có thể gắn vào quần M65 hoặc là quần M51 cũng được nha. Nhưng mà với điều kiện nếu mà nó không khớp thì các bác sẽ dời hột nút. Các bác dời hột nút cho nó khớp ha. Dời hột nút bên trong cái quần thì cũng chả sao. Giá 500 ngàn luôn, mới 100%. Mã số 13. Rồi, cái đời này nó có nút hai bên. Rồi em lên medium thì lên nhiều quá rồi đúng không? Rồi em lên cái này nữa đi, cái medium nữa đi. Cái này thì cũng medium nhưng mà đời sau này nó dày hơn nha, mà cái này nó là tức là nó đời 98 nha, chuẩn cấp phát luôn nha các bác. SBO 100 đời 98 ha. Rồi. Và size medium cũng mới tinh nha các bác. Mới tinh cũng mới lắm. Đời này đời sâu thì nó dày hơn một chút. Bác nào muốn ấm hơn thì lấy con này. Giá 500 ngàn, mã 14. Size medium luôn nha các bác, màu nó sẽ đậm hơn, đời màu nó xanh nó đậm hơn đời trước, đời sau thì nó dày hơn chút. Rồi mã số 14 giá 500.
Small cái này ít đó các bác. Rồi tiếp theo, cũng cái medium này đời xưa nè, đời xưa hơn thì cái màu nó cỏ úa hơn. Medium, size medium đời 75 nha các bác, DSA 175. Cái này nó dơ các bác, về giặt giùm em, nó bị dơ các bác thấy không. Đời 75 size medium. Rồi cũng độ mới cao nha các bác, nhưng mà nó bị dơ ngay cái cổ thôi, nó dính mồ hôi. Rồi độ mới nó phải 95%. Rồi 450.000, đời xưa hơn nha các bác, thường xưa hơn là phải giá phải cao hơn chứ, còn mới lắm, do nó điều nó dơ thôi, 95% không lỗi lầm. Rồi bán 450.000 nha. Đó các bác nhìn thấy không, nó bị dơ thôi, về giặt cái sạch lên là đẹp. Màu cỏ úa. Mã số 15 đúng không các bác? Mã 15 ha. Rồi. Tiếp theo em lên cái quần. Quần giống như quần ngủ á các bác. Này này đời bao nhiêu size lát nha. Quần giống như quần, các bác làm quần, làm lót quần cũng được. Là đời này nó có bo, nó có bo chân nha, hoặc là quần ngủ, hoặc là các bác mang ngủ nó ấm nha. Vải nó mềm á, các bác mang mang ngủ nó sẽ ấm. Mang ngủ hoặc là mang làm lót bên trong cũng được, lót bên trong quần M65. Nhưng cái này thì nó có thun riêng biệt cho nên mình không cần phải gài. Hoặc là mang không cũng được nữa. Cũng có thể được ha, hai túi sâu luôn nha các bác. Này được hàng cấp phát đấy, nhưng mà cái này, cái tem này chắc đời xưa. Tem này chắc đời xưa. Không biết đời bao nhiêu nhưng mà tem này chắc là cũng đời khá là xưa đấy các bác. Nó hàng cấp phát đấy, nhưng mà cái này nó không ghi đời. Cái này thì không lẫn vào đâu được, chắc chắn là hàng cấp phát. Nút ro luôn nha, nhưng mà cái này nó lại không ghi đời. Cái này em bán này size lát nha các bác, để em đo cái bụng eo coi. Hơi mất thời gian đúng không các bác? Cái này để lỏng lỏng thì nó 86, kéo căng ra thì nó tới 105, mà vòng eo các bác trên 90 thì mang được nha. Vòng eo tầm 90 trở lên mang tốt. Rồi chiều dài thì thoải mái, nó có bo thì thoải mái rồi. Rồi dài 109. Rồi cái này em bán chỗ này hơi ố ố một tí, hơi ố ố một tí nha các bác, cũng nhẹ thôi. Cái này em bán 550.000, mã số 16 nha. Cái này mang ngủ ấm nha các bác, hoặc làm lót quần. Rồi tiếp theo em lên mấy cái áo này nữa đi. Cái này bữa em lên mấy cái là các bác hỏi nhiều lắm nè. Bữa em lên hai cái nam cái nữ các bác chốt hết. Rồi nhiều bác giận lắm nhưng mà không tiện để lên, bữa nay em lên. Các bác có coi có thấy thì gọi cho em nha. Đời này thì cái này nó dày hơn cái đợt trước nha. Cái đợt trước là lót bằng vải vải gió mà nó xốp chằn thôi, còn này lót lông luôn nha các bác. Đời 91 nha, size 42 regular. DLA 191 chuẩn cấp phát lính Mỹ, 591 ha. Cái này là của không quân nha các bác. Tem mát gì ha. Tem mát gì đây. Cứ để nguyên đó. Cái này cũng mới tinh nha các bác. Cũng lưu kho mới tinh. 42 regular. Các bác từ 65 đến 75 cân được, hoặc nếu mà mang không như thế này 78 cân cũng được. Còn hoặc là các bác ví dụ có mang thêm cái áo dày bên trong, áo len dày bên trong thì tầm dưới 72 cân em mang là vừa. Em mét 68 và nặng 68 cân, mang thoải mái nha các bác. Có thể mang thêm cái áo len bên trong vẫn được ha. Còn cao thì từ 1m67 đến 1m75. Em mét 68, tay vừa nha, hơi trùng trùng tí. Rồi mới tinh, không lỗi lầm.
chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ nha, cái này của không quân đấy các bác, đời 91, có cả mở lưng nha. Rồi nút còn đầy đủ, mới tinh, gần như lưu kho luôn nha các bác, mới tinh. Tem gì còn đây em để nguyên đó. Và cái này nó dày hơn cái đợt trước, cái đợt trước là lót, lót của nó lót ấy thôi nha, nó là đợt trước không biết lót gì, trước là như lót này. Rồi nó tóm lại là cái lót này nó dày, nó ấm hơn, nó đẹp hơn lót lông. Rồi size 42 lót, rồi size đẹp nha các bác, cầu vai đồ đầy đủ, mới tinh. Rồi giá cái lót nó dày hơn, em bán đắt hơn chút, size cũng đẹp các bác, giá 1.000.000 đồng, mã số 17. Cái lót đẹp lắm các bác, lót lông ở trên nào, trên nó thêm, nó chằng thêm cái lớp lụa nữa, em mang chống ngứa, 1.000.000 đồng nha các bác, chuẩn hàng cấp phát nha các bác, mới tinh, không tì vết. Đây có tem dưới, em giới thiệu cái tem dưới, tem trên tem dưới đầy đủ ha, đời 91. Rồi nhà thầu Central MFG, tức là lót các bác không thích thì tháo ra được nha, cái lót nè mình có thể tháo rời được, dây kéo đây, khóa ID. Rồi mã số 17, bao nhiêu phút rồi ha, 31 phút rồi, chắc em lên 20 mã đi. Rồi em lên tiếp theo cái này nữa đi. Rồi cái này cũng mới tinh, size 40XL, 40XL là dài hả ta, XL hả, 40XL này nó sẽ dài hơn các bác, cao. Cái này nó, em xem lại cái này nó không có đai nịt nha các bác, cái này nó không có đai nịt, nó mất đai nịt rồi, nó bị mất cái đai nịt rồi các bác, nhưng mà chắc cũng ít ai xài đúng không, nhưng mà giá vẫn vậy nha các bác. Còn cái này nó còn đai nịt nữa, còn dây nịt nha. Rồi 40 XL, thôi cái này nó mất đai nịt mà, thường nhiều khi nhiều quá cũng chả có ít xài lắm đâu, cho nên thôi lỡ mất rồi em tính 900 đi ha. Nãy giờ em quên, em tưởng là này nó không có đai nịt, nó có hai cái đĩa hai bên nhưng mà nó mất rồi, cái đó giá 900 nha các bác. Và cái này thì nó còn đai nịt đầy đủ, size 40 XL này nó dài hơn. Về cũng các bác cũng này nó nhỏ hơn kia chút, cũng 65 63, nói chung 60 cũng được các bác. Các bác mang, nếu mà mang áo len tầm 60 kg, mang thêm áo len vô là vừa, 60 đến 72 cân, em là 68 cân, rồi nói chung 72 74 cân vang vẫn được, nó dài hơn nha. Rồi cái này em bán 800 ngàn. Cái này cái lót nó giống như xốp chằn ha, lót xốp chằn nha các bác, một mới tinh luôn, mới lưu kho luôn các bác. Rồi khóa đây, đời cái này Defense Support Center, cái này nó ghi đời bao nhiêu đây. Rồi đời 2009 nha các bác, SBM1C109, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2009, mới tinh 100%, lưu kho, giá 800 ngàn cho một cái áo cấp phát 3 đôi suy. Cái này cái tay rắp lăng như này em không có đo được. Rồi dài của nó là này, dài 117 các bác, mã số 18, 800, em đo cái mã số 17 nha. Mã 17 em cứ đo đi để các bác, cái này cái tay rắp lăng nha nè, em không có đo cái tay, em đo chiều dài thôi. Để em quay ngang cái camera cái em mang vào, các bác không có thấy được cái chiều dài đúng không, cái này dài 110, nó ngắn hơn cái kia nha. Rồi tiếp theo lên gì đây,
không biết lên gì. Rồi em lên thêm cái ba đời xin nữa đi. Cái này, ồ cái này còn đẹp các bác. Ba đời suy đẹp xuất sắc, hàng xưa luôn nghe các bác. Nó giống cái nãy mới lên, nhưng mà cái này full lock. Ồ này còn ngon các bác. Cái lót, lót này nó gắn ngược rồi nghe các bác. Lót này nó gắn ngược rồi. Cái lót, cái mặt này ra ngoài nè, mặt này nó quay vô trong. Tại cái này nó bằng giả, nó may thêm cái lớp đây này để nó chống ngứa nghe các bác. Đây nè. Đó. Mặt này là quay ra ngoài. Giống lộn ngược lại thôi, do họ gắn bị ngược á. Rồi cái này còn khá là ok, cái cổ không biết dính dơ hay là hay bị ố màu, em để chút em kiểm tra. Đời bao nhiêu đây, không thấy. Không thấy, không thấy đâu hết. Tem tụng đi đâu hết rồi, nhưng mà cái này là chuẩn cấp phát nghe các bác, đời xưa. Chiến tranh Triều Tiên đây nghe các bác. Hàng xưa nha, chất vải là y như M51 nha. Cái nãy lên thì mất lót em cũng là cái đó cũng cũng là hàng xưa, cũng là chất vải M51 nha. Chất vải y chang như vậy, áo M51. Đấy. Cái cổ nó hơi bị dơ nghe các bác. Và ố rồi. Cái này gì em nghĩ chắc nó phai màu. Nó vừa dơ và vừa bị phai đấy. Các bác về giặt giùm em. Còn chỗ này bị dơ nè. Dơ ngay đây ha. Chỗ này. Chỗ này không sao. Này hơi cứng cứng. Không bị gì. Đó. Chỗ này thì em nghĩ chắc nó dơ nghe. Các bác về ngâm nước nóng. Thoa xà bông lên để 1 tiếng sau vào thì nó ra nha, nhưng mà cái vết phai thì có thể nó, cái này em nghĩ nó vừa phai và vừa dơ chứ không phải dơ không đâu nha. Em nghĩ nó đã phai màu rồi, nhưng mà cái cổ thôi, các bác mang bẻ vào thì nó úp vô cái cổ thì mình cũng không thấy đâu. Tay rồi còn ok nha, hơi phai phai tí thôi, chưa sờn nha các bác, còn ổn, hơi bị xước tí ngay đây tí thôi, hơi sờn tí ngay đó thôi. Bên này thì không bị, hơi phai phai đây. Cũng muốn sờn một chấm bên này. Đây, đây. Rồi còn lại là ổn, đai nịt đầy đủ luôn các bác. Màu tổng thể màu còn ok lắm, do nó hơi dơ dơ tí thôi. Các bác về giặt thì nó bay cái lớp bụi thì nhìn có vẻ nó sẽ ok hơn. Và lộn ngược cái lót ra em nghe, cái lót thì mới tin. Cái lót nó bị ngược. Cái này nó chưa gắn cái nút. Nó có cái lỗ nút đây nghe các bác, trong này nó có hột nút mình gài lại. Nhưng mà cái đó về các bác gài sau. Nếu các bác giặt, các bác gỡ lót ra giặt riêng nha em. Rồi cũng Shimon luôn. Shimon regular luôn, bằng cái nãy các bác. Cái này mấy bác lớn tuổi thích lắm. Cái này còn nguyên đai nịt nha, nhưng mà cái đai méo móp rồi. Các bác lấy thì em thay cho các bác cái đai khác. Nhưng mà cái đai nó màu nâu thôi. Nhưng mà nó bằng nhựa đó nha, tất nhiên là đai lô thôi. Các bác lấy thì bảo em thay cho. Rồi. Shimon regular các bác, nếu mà mang áo phiêu bên trong thì tầm 6 dưới 65 cân, còn mang không như thế này á, ở trong mang áo lên mỏng mỏng thôi thì tầm dưới 72 cân. Rồi ủa form đẹp các bác ha, làm cái nón 6 múi nữa, mang cái áo phiêu bên trong ha, nguyên bộ. Rồi ok các bác, áo còn nói chung là còn khá mới các bác, khá nha. Mỗi tội là cái cổ này thôi, hơi phai phai, nhiều khi nó dơ nhìn nó vậy. Cái các bác giặt lên thì chắc phai, nó có phai nhưng mà chắc không nhiều. Rồi ổn các bác, ổn hết. Đồ mới khá là cao đấy, khá thôi nha, chứ không, đồ mới thì khá thôi, hàng xưa. Nó là đời 5X nha các bác, nút dẹp màu nâu là nó là đời 5X. Điều cái tem tụng nó đi đâu hết rồi. Cái xẻ phía sau nó cũng đẹp nha các bác. Xẻ phía sau nó có một lớp đệm bên trong ha, có nút gài, các bác không thích thì gỡ này ra. Rồi, hơi dài dòng đúng không? Còn ngoài ra là không lỗi gì hết, nó dơ 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 ngay cổ. Ngay về chỗ này nó cũng dơ tí nữa. Full lock nha các bác. Rồi vai 47. Tay 65. Đó các bác lấy thì nhớ bảo em để em thay cái bút này bằng nhựa cho các bác.
Y 47 tay 65 dài 115. Rồi giá 1.600.000 nha. Còn đẹp các bác. Cái cổ thì mình mang vào trong này không ai thấy, với lại nó dơ thì nó, các bác nhìn nó rõ. Dạch sạch lên thì ok hơn. Mã 19 nha. Full lock, lock cũng còn mới tinh, 1.600.000. Nếu mà thường cái lót đúng ra là nó nặng ngang ngửa với cái bên ngoài các bác, để cái áo này phải hơn 2 kg đấy. Rồi tiếp theo, tiếp theo lên gì ta, không biết lên gì luôn. 19 ha, em lên mã cuối đi, kiếm cái gì hay hay là lạ lên nha các bác. Thôi lên cái này luôn, cái này nó mất nút rồi. Các bác có lấy thì em sẽ gửi kèm cho một bộ nút kim loại màu vàng nha các bác, kim loại vàng hoa văn á, nó giống như cái quốc huy đó, thì các bác về khâu giùm em. Còn nếu các bác muốn đính nút nhựa thì em sẽ đính cho các bác luôn. Còn mà muốn đính nút kim loại đẹp màu vàng á, kim loại vàng đẹp thì bảo em nhét vào túi, các bác về tự khâu nha. Cái này dơ nè, áo đại cán nha các bác, cái này em bán 300.000 thôi. Cũng mới, cũng độ mới cũng khá là cao, nhưng có điều mới vài vết dưa thôi. Cái này do các bác lớn tuổi thôi, áo đại cán nha. Cũng hàng cấp phát đấy nha các bác. Chuẩn cấp phát năm 96 nha. Đời 96. Size 43 lon. 43 thì tầm các bác cao trên m7. Cao trên m7 nha, cái tay nó hơi dài đấy. Và nặng thì từ 65 đến 65 đến 73 cân. Rồi ok, giá bán 300.000 đi. Này các bác lớn tuổi thì chắc thích. Lớn tuổi thôi, các bác trẻ trẻ thì chắc không thích mấy này đâu. Giá, giá hàng cấp phát, giá không lỗi nha các bác, không lỗi lòng nha, nó chỉ tháo nút thôi. Giá 300.000. Rồi, mã cuối đi. Rồi mã 20. Lên được không ta? Bao nhiêu phút rồi? Em lên cái nữa đi. Thêm một cái 3DC nữa đi. 3DC nó giống như hai cái lúc đầu đó, nhưng mà cái màu nó đậm hơn nha. Màu lúc đầu là xanh đen đấy, còn màu này nó đậm hơn. Hai cái lúc đầu là cái màu này nè, có thấy không? Còn cái này thì cái màu này nó không phải màu đen đâu nha, nó là tím than đậm đấy, nó gần như màu đen luôn nha các bác. Nhưng mà nó vẫn là cái màu xanh nha. Nó bị gãy cái này, các bác lấy thì nhớ bảo em thay nha, mới 100% lưu kho luôn đấy. Size 38R, 38 regular, các bác dưới 70 cân nha, dưới tầm 60, dưới 65 cân thôi. Màu này nó gần như màu đen ấy nha các bác. Bể một cục nút, không biết có nút secure không? À có nút secure nha, có nút secure ở đây, nó bị bể một cục nút ngay đây. Nó mới 100%, thường ép kiện mạnh nó thường nó hay bị cứng nên nó bể thôi. Các bác về dời nút đính qua đây ha. Hoặc là bảo em đến cho các bác. Đời 2009 nha các bác. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2009. Size 38 regular. Lock, full lock. Full lock nha các bác. Còn nguyên tam. Ủ bể đem hộp trên này luôn rồi. À có luôn. Có hộp trong này thay qua. Các bác lấy em dời nút qua cho các bác. Hộp trong này em sẽ đính hộp khác. Rồi. Nói chung là không vấn đề. Không vấn đề nha. Áo còn ok lắm. Mới tinh luôn nha các bác, lưu kho còn nguyên tấp giấy đây, mã vạch đầy đủ ha, hàng cấp phát đó nha các bác, chuẩn hàng cấp phát nha. Nãy giờ là đa số là hàng cấp phát, cái nào không phải cấp phát là em báo rồi. Ồ đẹp các bác, 38 nhưng mà chắc các bác tầm 70, em 68 cân mang vẫn thoải mái nha, các bác tầm 60 đến 70 cân và cao 1m72 đổ lại. Tay em mang 68 thì nó cũng hơi dài tí. Mét 7 là đẹp nhất các bác. Mét 7, mét 72, 73 vẫn được ha. Rồi, đây này. Đầy đủ, không lỗi lầm. Chỉ có nút thì nó bể, em sẽ dời hộp nút trong ra cho các bác. Mới 100%. Rồi, 900.000.
lót rời luôn nha các bác. Đây, lót rời luôn các bác, về không trời nóng quá thì mình gỡ cái lót ra, rất là tiện, mới tinh 100%, chuẩn cấp phát, giá 900.000. Các bác lấy nhiều khi em quên thì các bác lấy nhớ bảo em nha. Thứ nhất là em thay cái này ha, à, thứ hai là em sẽ dời hai nút bên trong, dời ra ra ngoài cho các bác, rồi tức là không vấn đề, không thể xem là lỗi được, em sẽ xử lý cho các bác. Mã số 21 giá 900.000. Rồi, và chắc là em ngưng tại đây ha, video nó dài quá thì các bác coi nó chán, cho nên là nó lên vừa thôi đó. Vì cũng em dồn từ bữa giờ nó cũng được ít như cái này các bác. Thường mấy cái áo này em dồn lâu đó nó biết được, thường khui khui tép ra thì một tép lâu lâu nó cũng có một vài cái thôi chứ không có nhiều đâu nha. Và khui thường khui ra thì hàng xấu nó nhiều mà hàng đẹp thì nó ít, nên là hàng đẹp thì em giữ lại, em lưu, em dồn dồn nhiều để em lên cho các bác một lần luôn. Một tép ra khui ra được chỉ tầm 1/3 thôi, chỉ lựa được ít hơn 1/3 thôi các bác, còn lại hàng xấu thì nhiều lắm đó. Và em chỉ lựa hàng đẹp 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 được được một tí để em lên cho các bác này ha. Và cũng chắc cũng em cũng xin kết thúc video tại đây. Các video thì cũng khá là dài rồi. Rồi thì cũng mùa lạnh này cũng đã đến rồi ha. Các bác nào thấy chọn được mã nào ha, trang bị cho mùa đông thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Đó, và thì cũng nhân đây thì cũng không còn gì để mô tả đúng không? Và em cũng sẽ xin kết thúc video tại đây. Và chúc các bác đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc. Rồi, em xin chào các bác. Hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai. Hôm nay em chỉ lên một video thôi ha. Và các bác cứ như thường lệ ha, các bác khách mới thì cứ cọc cho em 100.000 thôi, không cần nhiều đâu các bác. Và các bác khách quen đã mua của em một lần rồi thì cứ gọi điện là em ship thôi, không cần phải cọc ha. Ship tới tận nơi, nhận hàng, kiểm tra thoải mái, ok thì thanh toán cho shipper. Rồi, và hàng này thì em không bao ship đâu nha các bác. Cái này thì giá trị thấp cho nên em không bao ship, trừ khi các bác chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship. Còn lại thì em sẽ không bao ship ha. Rồi, và xin chào các bác. Hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.